em ơi. Ơ kìa cô bé đô con, đi ra chỗ khác nằm chơi đi nè. Chị hơi vô lý đó nha, ở đây đâu phải là nhà chị đâu. Chị đã ở đây từ đầu nên chị là chủ chứ đâu phải mày. Chị đừng đứng đó mặt dày, coi chừng xét đánh banh thay chị à. Con này mất dạy thiệt nha, nhìn mày như đứa sida trong ngành. Tôi là con gái nhà lành chứ đâu như chị tanh bệnh tan quan. Mày nói ai bị quan tàn, mày tin tao quýnh mày tan quan luôn không con kia? Thơ nè, chị gái bán bia, nãy giờ mình đang tấu thơ rất là hề hước luôn đó chị. Nè he, không có rảnh làm thơ với em ha, em he. Trời đất ơi nè he, chị nói cho em nghe ha, cái bãi biển này em nhìn coi, em nhìn coi rất là sạch ha. Các em xuất hiện ha là làm dơ luôn bãi biển ha. Nè chị có thể bớt chữ he là giùm em được không? Nè he, cái đó là cái tật của người ta nha he, không có được cấm cản người ta ha. Ủa, chị ngộ đời quá à. Người ta quay MV thì người ta phải lăn lê bò lết chứ sao. Ủa trừ khi nào mà tôi lột đồ ra đi cái tôi còn mặc đồ mà. Nè he, chị nói cho em nghe ha, cũng có vài người trên thế giới này ha đẻ ra là sai của tạo hóa rồi ha, còn riêng em là sai của cái bãi biển này. Em mà xuất hiện là nguyên cái bãi biển này dẹp luôn ha. Trời ơi, chị nói tôi hả? Chị mới là sai của tạo hóa đó. Không có con người nào chị mà he như chị hết trơn á. Tao hỏi mày một lần, mày đi không? Không. Mày không đi ha. Rồi sao? Tao đi ha. Đi đi. Tao đi, tao lấy nước mắm tao tạt cho mặt mày ha. Trời ơi, chị dám. Tao tạt nước mắm. Ê. Bỏ ha.